Hey, hello, hơi Lily. Đó, hôm nay là 5 giờ sáng, con đã chuẩn bị mọi thứ công tác đó, chuẩn bị sẵn sàng. Đó, giờ còn đi đổ xăng. Một là ghế xăng, hai. Đó, cộng cộng đổ hết 100.000. Đó, đổ xăng xong con sẽ ghé vô tiệm ăn sáng. Trước khi đi còn sẽ ăn sáng. Đó, còn ăn dĩa cơm sườn bì chả, sườn chả. Đó, để có sức mà đi. Đó, sau khi ăn xong còn bắt đầu đi thẳng đường Quỳnh Bến Đạt, đâm ra Đại Lầu Đông Tây. Đó, hướng này mình đi là mình đi qua hầm Gủ Thiêm. Hầm Gủ Thiêm xong mình sẽ đi qua, chạy thẳng ngoài Nha Mai Chí Thọ rồi ra cái Suối Tiên luôn nha. Sau chạy được một hồi tại Mai Chí Thọ, rồi trên đường chạy thì còn thấy một em trai á, xe thì bị chớp máy nên còn đẩy hộ xong á, nhìn qua nhìn lại thì bể bánh xe nữa. Trời ơi, còn nghiệp che máy quá. Nói chung đẩy đi một khúc nữa là tới gần tới Nguyễn Duy Trinh là em máy quẹo vô, tại máy cũng làm trong đó. Rồi còn cũng tiếp tục đi thẳng để về lại hướng Suối Tiên nha cả nhà. Còn đã sắp tới Suối Tiên. Đó, còn cũng có check in tại Suối Tiên rồi đăng lên YouTube, Facebook cho mọi người cập nhật thêm biết nha. Qua Suối Tiên còn vẫn đi theo đoạn xa lộ Hà Nội tới ngã ba Vũng Tàu, còn sẽ quẹo phải đi theo đoạn đường mới để ra hướng ngã ba Dầu Dây. Giờ cái đèo Bảo Lộc chuẩn bị lên đèo. Bên đèo á, nói chung là hướng về khách đi về rất là nhiều nha, xe đổ về còn xe đổ đi thì ít, tại hôm nay ngày thường đó mọi người nên có ít đi Đà Lạt, nhưng mà chắc những người ta đi trước đó rồi dần ta về đó, xe tải xe con đổ về rất là nhiều. Còn cái Đài Đức Mẹ đó, thường Đài Đức Mẹ mọi người mà tài xế đi lên đi xuống á, khách du lịch đang hay ghé để vô viếng thăm Đài Đức Mẹ, nhưng hôm nay cái lượng người đi rất là ít nên nó cũng vô đây rất là vắng nha. Còn cũng ghé vô đây đọc kinh cầu nguyện, cầu mong cho chuyến đi được bình an, thượng lộ bình an. Còn chạy thêm một đoạn ngắn nữa là bắt đầu tới Miếu Ba Cô. Bây giờ còn tới Miếu Ba Cô, giờ còn vô còn sẽ thắp một nén nhang, chung cầu cho một cái chuyến đi là cho còn thuận lợi, thượng lộ bình an. Đó, thường đi trên đèo Bảo Lộc mọi người sẽ ghé ngang qua đèo Miếu Ba Cô, người nói chung còn sẽ thắp nén nhang nha cả nhà. Cũng nghe nhiều tài xế nói là cái đèo Bảo Lộc nó đi cái khúc Miếu Ba Cô hay có tai nạn, nên thường tài xế ghé vô thường sẽ vô khắp miếng nhang cầu cho được thượng lộ bình an. Bây giờ mình đã qua Bảo Lộc rồi, bây giờ chạy ngang qua Bảo Lộc thì có một cái tiệm cơm, nói chung xe tải ăn rất là nhiệt nên còn cũng ghé ra ăn thử, chứ giờ cũng 12 mấy rồi đó, bụng quá rồi. Trước mặt là cái đập thủy điện Đại Ninh, nó đang xả nước đó mọi người. Còn khoảng 23 cây nữa là tới Đà Lạt. Còn đang có trên đèo phố xa.
đi giờ mọi người sẽ đi đường đen, và đường đen đó phải ở đây sửa chữa, nên chúng ta sẽ đi đèo không, không đi sang. Đèo này dằn dữ ta. Xấu lắm nè. Đó phút đầu là hơi bị xấu mà chỗ đây còn thấy nó đỏ đỏ hơn. Nhưng mà từ đây tới cuối đèo không biết sao nữa. Hai hai hai. Bây giờ còn đang có mặt ở quảng trường Đà Lạt. Đó, đây là quảng trường. Đó, còn bên đây là Hồ Xuân Hương của Đà Lạt. Đó, chạy từ 7 giờ sáng mà tới 3 giờ chiều mới tới nha cả nhà. Đó, cả đi cũng có ghé đây ghé kia để chụp hình đó mọi người. Nên tới hơi trễ. Giờ lên cái Đà Lạt rồi bắt đầu còn sẽ kiếm khách sạn hay là phòng dorm còn sẽ ở nha cả nhà. Đó, lát ở xong một tối còn đi ăn còn sẽ quay clip cho mọi người xem. Thời tiết ở Đà Lạt á thì nó hơi se se lạnh nha, không có lạnh lắm nha cả nhà. Đó, sau lưng còn là chợ Đà Lạt. Đó, một góc ở dưới mọi người đang đi đó, mọi người có thấy không, cái góc đó là thường ca sẽ chụp giống như là phố Hồng Kông vậy đó mọi người. Mọi người có thấy góc ở dưới trước mặt còn không, hướng 12 giờ đó là góc, đó là góc chợ nha mọi người. Đó, bên đây là con quán cà phê. Rồi ở đây có cà phê dĩa hè, cà phê cốc. Nói chung sáng sớm cày ra cái góc này là để uống cà phê. Đó, tại vì bên đây là chợ, còn bên đây là những quán tóc cà phê. Sáng thời tiết xe lạnh, mình làm một ly cà phê sữa nóng. Xong rồi mình đợi người thân hay là bạn bè mình ở trong chợ. Nói chung ai đi chợ đi, không đi thì mình có thể ngồi ở đây uống cà phê đợi. Cũng 6 giờ tối rồi nên còn cũng đang chạy đi kiếm gì ăn đây. Cũng ở trên khách sạn mới tắm rửa xong, bây giờ đi kiếm gì ăn. Đường Sài Gòn, đường quên, đường Đà Lạt á, dốc lên dốc xuống. Hồi trưa còn thấy đâu có lạnh lắm đâu mà tối nó hơi lạnh đó mọi người. Giờ kiếm cái gì nóng nóng ăn cho nó ấm. Đây kiếm phở hay là kiếm cái món gì bằng nước á, ăn để cho nó ấm rồi. Đó, xong hồi còn đi một vòng Đà Lạt kiếm mấy món nóng khó quá, nên giờ thấy cái quán này cũng đông khách nên còn đi ghé vô ăn. Đó, đây bán một tí luôn ngồi viên Quỳnh Thánh, mì Quỳnh Thánh. Còn thấy đồng giá là 35k. Có xương nữa nha cả nhà. 2 triệu à? Mì anh đi vô nhà ngồi cả nhà nè. Của em nãy lấy mì xương với bò viên. Rồi. Đó, cô mì bò viên xương bò viên nha cả nhà. Đó, đây là có một bình trà nóng.
rau xà lách với rau quế luôn. Đó, còn làm chén nước chấm. Rau này nhìn nó tươi xanh. Còn mới ăn thử là nói chung khá là ngon, nên giờ còn mới tranh thủ ăn. Ăn chứ để hồi lát đó, thời tiết lạnh nó ăn nó sẽ mau nguội lắm. Đây là nồi nước đèn rất là sâu, có hoành thấm. Cộng mì của này là khá là ngon. Thì nó có xương bò chiên, xương bò chiên cũng 35 ngàn luôn nha cả nhà. Là quảng trường Lâm Viên. Quảng trường Lâm Viên thì có một cái biểu tượng bông Artiso. Đó, còn bên kia là hoa dạ quỳ. Đó, đây là Artiso, một bên là hoa dạ quỳ. Đó, trên đây người ta cũng đi bộ tới lui, cũng như phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn. Chiếc bông Artiso là ở trong đó là một cái quán nước giải khát nha cả nhà. Ở trong đó có bán nước uống đầy đủ thức uống. Nhưng mà còn cũng định ghé vô uống, mà thời tiết đây á còn hơi bị cảm nên không thể mua nước uống được, hạn chế uống đá lại. Đó, còn bên kia qua dạ quỳ thì không có mở đèn, bên kia là không có bán gì hết đó nha cả nhà. Ở dưới dưới cái chỗ cái quảng trường này là một cái siêu thị nha. Xưa còn có đi Đà Lạt thường lắm, một năm đi một lần, có năm đi hai lần, chỉ có năm ngoái là còn không có đi thôi. Đó, cũng có vô qua bên đây, dưới một cái siêu thị cũng rộng lắm. Đó, ở đây trong đây có khu vui chơi cho em bé luôn. Ở trong có chơi game. Đó, còn sẽ đi xuống coi thử xem sao. Có Lotteria. Đó, ở đây có tô tượng xếp hình, trò chơi giải trí, quán đồ xếp logo. Còn đây là trò nhảy giải trí game. Người lớn em bé chơi cũng được, em bé chơi thú nhúng tô tượng, còn người lớn chơi những trò bạo lực hơn, đua xe, ném bóng. Đó, để cầm cái dĩ thẻ để chơi đua ngựa. Chơi kẹo là một thẻ là chơi bốc kẹo. Đó, này đang nhả một xu vô để xem quy trình nó chơi sao nha cả nhà. Có trò chơi tới ảo nha cả nhà. Game tới ảo. Đó, bạn thấy đang chơi cái game mà chơi game ma. Chơi là đua các con vật, ở đó có con chó, như là con chó hết á mọi người, nhưng mà cả chó nó khác giống nhau thôi. Đó, mình đặt con nào tới là mình được ăn. Đó mọi người, có màu đen đi đầu mọi người, đặt 30, con nói chung là 18, mà 18 là chúng tôi 504. 504 điểm đang nhảy lên.
Đó, còn đây là những trò đua xe. Đó, bạn nam này đua xe lái xe trong rừng. Còn mấy bạn nữ đang đua xe ô tô. Đó, hai bạn nữ đang lái. Trò này là bắn cá, trong đây là giải trí nha, chơi là không có đổi tiền được nha cả nhà. Đó, mình chỉ chơi thẻ mình có quyền giữ, nhưng mà mình không có được đổi lại tiền như ở ngoài mấy tiệm tư nhân. Đó, giờ thẻ ra quá trời. Trời lạnh nó làm đi sữa bắt cái nó ấm người đi. Vị nó hơi lạc lạc nhưng mà có xong rồi còn đi ngoài quảng trường Lâm Viên xong làm thêm bánh tráng nướng thì thôi nhé. Bánh tráng mới nướng ra thì nó giòn. Rồi trong đó có phô mai, có xúc xích nha. Ăn nó vị là gia vị là ok nha. 60.000 rồi được. Vừa làm đi sữa bắp xong rồi giờ làm thêm bánh tráng là ấm no bụng luôn. Là bắt đầu về. Còn mới đổi tờ tiền khác thì được nha mọi người. Đó, giờ còn massage nha. Đổi là tờ tiền khác thì nó ok. Còn tờ tiền thái cũ quá thì nó không chấp nhận. Ồ, sướng quá. Ồ, nó đặt cái gương tay luôn. Ở Sài Gòn á, cũng trong mấy cái trung tâm thương mại lớn đó cũng có mấy cái bánh này đó mà. Trời ơi, đánh vô cái xương sườn, lạnh xương sống luôn. Mười ngày là được 6 phút. Có vợ là về, vợ đánh giùm rồi, thì có vợ là phải giờ cái máy móc thôi. Sáu phút đã xong, đó giờ ghế nó không đứng lại hết luôn. Nếu mà mình ngồi hoài nó sẽ kêu. Đó, còn khu ở dưới là shopping. Dưới này là shopping, buôn bán đồng hồ các kiểu. Đây có bán trái cây, đồ ăn, áo quần, tất tần tật. Đó, trong khu này có bán đồ ăn luôn. Nguyên một cái siêu thị trái cây. Đó, dưa leo, cà, khoai lang, rất là nhiều món bơm lơi, bán đầy đủ thứ luôn. Đợt còn cũng có ghé xuống đây mua thực phẩm qua rồi. Bán rau cây rất là nhiều vị. Ngay lại 8/3 có bánh bông. Còn bên đây là bán cái gì đây? Là gì ta? À, này khách rau câu 85.000 một ký. Cái này bán cái ký. Đó, một này chắc cũng mấy lạng nữa rồi. Cân một tí là 85.000. Mình có nhiều vị. Còn cũng mới trong siêu thị ra. Trong siêu thị gì thì rất là ấm. Mình ra ngoài đây bắt đầu
xe xe lạnh lại rồi. Hôm 9 giờ bắt đầu mọi người bài những cái xe điện ra cho thuê với hàng quán ăn uống, đồ nướng, bánh chén nướng. Ok. Con chó luôn. Ok, dễ thương con rồi, xin lỗi trời. Đó. Nó bị nhảy lụi, nó nhìn giống nhau anh hả? Ở dưới hai cái em dễ dàng. Đó, chị cho cháu luôn đi. Đó, hai chú chó còn to hơn mấy chú chó này. Đi ra đây kìa cháu nè. Đi lên chụp chó. Rồi, chạy vô. Hay cá. Về thôi. Bây giờ lạnh quá. Giờ ghé qua chợ Đà Lạt kiếm ly sữa nóng uống với cái gì ăn nhẹ nhẹ, cái gì ngủ. Sáng mai khởi hành tiếp. Quy Nhơn nha cả nhà. Giờ này nhiệt độ không biết bao nhiêu độ nữa, lạnh quá. Kiểu này xuống Hà Giang sân vừa nổi đây. Giờ đêm Đà Lạt. Đà Lạt các anh chị cũng hay đi đây nhiều lần rồi. Giờ này bên trật tự đô thị đồ dọn đường quá, đóng đông đúc như xưa. Hôm nay buôn bán cũng quá chứ đồ ăn. Hôm nay cũng còn hàng là lúc nào cũng bán đồ đầy đủ đó. Đi một vòng á, đi lại rồi giờ thấy chỗ này á khá là đông khách nên còn ghé vô đây uống thử. Chị lấy em ly sữa đi chị. Ly sữa bán sao chị? Ủa này là đậu xanh đó chị. Là sao? Đậu bắp. Sữa bắp hả? Rồi lấy đi sữa bắp đi. Sữa bắp xuống ơi. Ủa đây có bán nha. Hộp gà nướng nữa chị. Với mấy này là cái gì con? Bánh tráng nướng. Ngồi ở đây cho cái bánh tráng nướng đi. Anh để đây cái nha. Ủa còn chuối này là chuối sáp hay em? Sữa mình bán nhiêu ly em? 15 bánh chén. 25. Bánh chén 25. Chuối sáp 5. Đây thấy tiệm đây đông quá, nãy em chạy vòng đi. Dưới đây để xe được mấy chỗ kia em thấy để xe hiu quá. Thì nãy giờ cũng chạy vòng vòng đây xem có chỗ nào thấy ổn ổn đậu. Ngọt nhiều, ít ngọt, hai cái cáo ít ngọt. Trời ơi, mời vô. Đà Lạt cuối tuần mới đông không chị? Có cái gì vậy cho mày? Làm rượu văn rồi chứ. Có cái gì vậy? Giòn cái mờ phê luôn. Chắc ẻo bắt mua chứ dưới, mệt đi. Còn trai rồi. Ồ, quá trời người vô rồi, không mời đi chị. Gì? Mời chứ. Anh đừng. Món lò kiềm tẹo ăn hết thiệt á, chứ vẻ mặt mình. Đó này khách giờ này vô. Rồi,
Là nhiêu tổng nhiêu con? 40. Giờ này khá là trễ rồi, giờ này 10 giờ mấy rồi. Còn xin kết thúc clip đây nha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ, nhớ cho còn một like, một chia sẻ. Nhớ bấm đăng ký kênh còn. Bye bye nha cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha.